Chị ơi chị, hôm nay là ngày mùng 2 âm lịch, chị tụng kinh cho đảng đi thê thảm đi chị ơi. Bão tố phong ba nó đi vào rồi chị ạ. À, trời ơi mưa gió nó làm ghê lắm chị ơi. Ô vậy hả? À, trời ơi là trời ơi, chị tụng kinh linh vậy đó hả? Bây giờ bão nó vô rồi hả? Trời ơi tao mừng quá. Tao cho cái đảng đi tao bay khốn nạn, tao bay chết mẹ, tao bay với ta, tao cho tao bay mỏ tật, tao bay. Hôm nay là ngày chủ nhật 19 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày mùng 2 tháng 10 đủ năm Đinh Dậu. Tất cả lũ đầu bò chó đẻ khốn nạn Đảng Cộng sản và những thằng dư luận viên cùng những thằng an ninh mạng, tụi bay là loài súc vật chó xanh mọi rợ, tụi bay thấy rõ ràng tụi bay bị báo ứng chưa? Đảng Cộng sản Việt Nam phải nên quay đầu trở lại ân xá người tội, để không thôi thì nhật thực nguyệt thực mưa gió trái mùa lũ lụt ngập tràn mưa đá làm cho đảo lụt tan nang, làm cho chúng bay bị thiệt hại nền kinh tế cả ngàn cả trăm cả triệu tỷ đồng, làm cho 2.000 cây cột điện bị gãy mẹ nó lặt lìa lặt lội như thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Những thằng đầu bò óc chó não lợn tụi bay ăn cứt nghe lời theo đảng cộng sản, tụi bay binh vực chế độ đảng cộng sản, nhưng tụi bay ngu ngốc đâu biết rằng là tụi bay là những con cừu bị đảng cộng sản cởi trên vai, tụi bay là những con bò con trâu bị đảng cộng sản xỏ mũi, mà đảng cộng sản chính là lũ chó đẻ bát nước cho Tàu. Cho nên những thằng tình báo qua Nam lợi dụng những lũ đầu trâu mặt ngựa kiểu yêu dư luận viên bọn cờ đỏ máu tháng tụi bay để bắt đầu tiếp tục đàn áp chửi rủa trấn áp người dân Việt Nam yêu nước. Chúng bay mở miệng ra là chúng bay yêu nước, nhưng thật sự chúng bay là những con lừa lạc đà ngu si chỉ biết ăn máng cỏ và ăn cứt của đảng cộng sản, cho nên bưng vô cho đảng cộng sản không biết được người dân của mình. Tụi bay sống chung với người dân Việt Nam, người dân Việt Nam cũng nói tiếng Việt Nam, họ yêu đất nước có tội lỗi gì, nhưng mà tụi bay là những đầu bò óc chó não lợn giả bộ nói là yêu nước, là người Việt Nam mà tụi bay đi tôn thờ thằng chó đẻ tội đồ Hồ Chí Minh là thằng chó đẻ thiếu tướng Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang là thằng tình báo của Tàu cài vào đất nước Việt Nam, những kẻ ngu si vô trí bọn sẽ tham lam, những thằng ích kỷ nhỏ mọn xếp làm con dung con dế, tụi bay đừng bao giờ nổi mệnh yêu mở miệng ra nói là tụi bay là người Việt Nam yêu nước nữa. Còn những thằng chó đẻ đầu bò tụi bay có ăn có học mà đi vào làm an ninh mạng rình rập để bắt những người yêu nước vô tội thì tụi bay coi chừng gánh hậu quả thê thảm. Tất cả những lũ tụi bay thấy rõ ràng đảng đĩ cộng sản Việt Nam ăn ở ác đức làm sao mà đến nỗi hết cơn bão 15. Cơn bão 12 vừa qua thì bây giờ tới cơn bão 13, 14 rồi trong tương lai cơn bão 15 đất sập nền kinh tế tụi bay cho Tàu cắm qua nó ỉa trên đầu của Bộ Chính trị và cho thằng chó đẻ thẩm lũ ăn cứt. Gia tài sự sản của mày dòng họ bám sáu họ cha bám ba họ mẹ họ mũ họ mão tam tàu ngũ lôi thần hoàng bốn cạch đất đai dương cạch âm siêu dương tới những vong hồn siêu linh. Những vong hồn siêu sinh lạc mã những vong hồn đã bị ngư bà bị nghe lời suối dạy của thằng hồ chó đẻ cho nên vào chết quan mang ghế khẩu hiệu xin bắt tử nam sẽ tù ẻo cho nền kinh tế đảng bị tụi bay thê thảm. Những thằng chó đẻ ở ngoài bộ ba đình tụi bay cũng suy nghĩ lại đi, tụi bay cai trị đất nước 43 năm rốt cuộc càng ngày càng thất bại bởi vì lối độc tài khốn nạn ác đức của tụi bay. Cho nên hôm nay Lisa kêu gọi tất cả những quan hồn mà bị tụi bay đánh chết trong đồn công an hoặc là bị chết thê thảm quán hờn tụi bay ngút ngàn ở tại Việt Nam sẽ làm cho kinh tế tụi bay tiêu diêu, phải làm cho gia đình tụi bay thảm bại, phải làm cho tai nạn, làm cho kinh tế Việt Nam sụp đổ, làm cho đất nước Việt Nam tan hoang bởi vì lũ chó đẻ đảng đĩ tụi bay không ở có đất người ta lãnh đạo người ta phải biết ăn ở có đất tụi bay hãy nhìn coi đất nước Hy Lạp mới có trận bão chết có 15 người mà người ta để tan quốc tan cả toàn một đất nước, còn trong khi 260 mạng người dân Việt Nam thì tụi bay dửng dưng lượng thằng chó đẻ đầu bò nào là thằng chó đẻ họ Nguyễn Phú Trọng và tất cả thằng Nguyễn Xuân Phúc và con đĩ ngựa Nguyễn Thị Kim Ngân và thằng chó đẻ xuất vật Trần Đại Quang, tất cả bố tụi bay là lũ chó đẻ đầu bò óc chó bố thầy trò tụi bay đi lên trên núi để mà ăn tức đi, tụi bay là những thằng chó đẻ ngu xanh lưỡng lội như tụi bay không xứng đáng để đại diện cho toàn bộ dân tộc Việt Nam, tụi bay có ngày dòng họ cho con của tụi bay sẽ bị tàn gia tru lục, đất nước Việt Nam thê thảm cũng bởi vì những thằng độc tài khốn nạn chó đẻ mất dạy đi theo đảng đi cộng sản Việt Nam của tụi bay, tao trù ẻo tất cả cô hồn các đảng những người chết quan chết ức bị tụi bay đánh chết trong đồn công an sẽ theo báo
nhượng. Thằng chó đẻ công an đầu bò ốc chó não lợn trong vùng công an đã đập người dân không thương tiếc. Rồi đây tụi bay sẽ nhìn thấy tai nạn sẽ tai đó, tụi bay xe cổ tụi bay sẽ bị đụng, tụi bay sẽ bị chết tan tan thay văn ốc ra con cái tụi bay sẽ bị tan quan, làm cho gia đình tụi bay tan gian bị khùng bị điên. Cho nên tất cả những lũ chó đẻ nào mà bưng bơ cho đảng đi cộng sản thì tụi bay hãy nên coi chừng ta quyền của tất cả dòng họ của tụi bay, rồi đây sẽ chết. Đó, tao tụng đó mấy con chó dư luận viên, mấy con chó an ninh mạng tụi bay vào không biết sợ tao, vào đây mà đi rình rập tao làm gì được tao, cắn lờ tao trừ. Mà đặt chả vô đây rình rập tao, rình rập mọi người dân Việt Nam coi ai vào đây nghe tao, người dân Việt Nam thì tao có sợ tụi bay nữa đâu. Tụi bay khỏi lo nha. Hello chị Lisa, good morning chị. Hôm nay sẽ có nhiều tin chị ơi, trời ơi tin chấn động là cơn bão số 14 đã, nhưng đây là làm tan quan nền kinh tế của đảng đĩ cộng sản chị ạ. À. Trời ơi tao vỗ tay tao cười. Bão số 14 đã nghe lời của chị hằng đêm trì tụng kinh chú, cho nên đã đánh vào Việt Nam vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2017, làm cho tiêu tùng nền kinh tế của đảng đĩ xanh mặt mày. Bão mạnh kèm theo mưa to và gió lớn đã càn quét cả miền Nam Việt Nam suốt cả ngày 19 tháng 11 năm 2017 chị ơi, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Mưa lớn đã làm rất nhiều con đường trong thành phố Hồ Chó Đẻ, Thành Hồ đã bị ngập như là biển cả mênh mông. Nha Trang và Phan Thiết lại bị tiếp tục dập thêm một cơn bão 14 này, làm cho tàn phá tan quan do bão. Nhưng nguy hiểm nhất là thủy điện của đảng đĩ cộng sản bắt đầu nhận được lệnh tình báo qua Nam sẽ xả lũ âm thầm vào tối đêm nay ngày 19 tháng 11 năm 2017 để mà giết toàn bộ dân tộc Việt Nam một cách im thầm. Các nhà máy thủy điện đã nhận được mật lệnh của Tàu Cộng, đã sai khiến thằng chó đẻ Phúc Niễn làm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là sẽ cho xả lũ tối đa vào lúc 20 giờ tối nay, tức là ngày 19 tháng 11 năm 2017. Và lũ chó đẻ đảng đĩ và tình báo qua Nam nó sẽ ra lệnh xả lũ cho tới khi nào hết nước ở trong đập mới thôi. Khi thủy điện xả lũ ào ạt trong đêm thì người dân sẽ chết bởi vì lũ càng quét bị nước ngập, chứ không thể nào chạy kịp được. Đây là cách mà thằng Tàu Cộng tình báo qua Nam đã xúi dục cho thằng đảng đĩ Việt Cộng muốn diệt chủng toàn dân tộc Việt Nam một cách âm thầm, không cần bom đạn và không sợ quốc tế lên án. Cho nên toàn dân phải nghe những lời nói này, khi mà nó xả lũ là phải chạy lên đập Mã Cha, cái Lăng Ba Đình, đập mẹ những cái đập thủy điện, đốt sạch, giết sạch, đánh sạch, giết sạch cho Lisa. Đó các bạn coi Thành Hồ bây giờ nè, đó sao con bảo tao nói lụm chậm, trời ơi tao nói mưa đá cục nào cục đấy, bự luôn cho chết mẹ tao bay luôn đi. Cho cái bay tao vui như ngày cải hội tao bay đó. Tức là con trời ơi là trời đó, thành phố của Hồ Chó Minh nè, đó bà. Thành Hồ đúng rồi, nước gặp mênh mông chưa. Tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Tao nói rồi tụi bay không tin tao. Trời ơi thảo đề nay bây giờ ở trên đường thành phố Hồ Chó Minh mà bây giờ coi nè, đó leo lên trên mui xe đứng luôn. Xe tao nói nó chết máy, bị nước ngập vô trong trọng luôn. Tao cho nổ mẹ nó banh tành hết. Ai ngục ngu mà mua xe xịn đi đó, đi qua mua lách xịt mà sẽ đi chạy đi con. Những thằng chó đẻ mà tham nhũng ăn tiền của người dân Việt Nam đó, mà đặt giật le mua lách xịt đi, tao cho tụi bay chết mẹ tụi bay đây nè. Những xe SH đồ kia tự nhiên mẹ nó ra chứ đây là kêu bằng là mẹ nó ra lỗi lụm chậm y như là xe tăng lỗi nước. Chết cha tôi bay chưa đó, thành phố đó ngay quận nhất đó. Sao mà không sập mẹ nó luôn đi ha. Trời ơi chị ơi là chị thê thảm lắm chị ơi. Thành phố Hồ Chó Minh người ta cười quá trời, người ta nói Thành Hồ, người ta còn rỉ miệng nói nhau, công nhận Lisa ghê thiệt á. Phải nói rằng là cái miệng của Lisa nó kêu hô may quán vũ, nó mới trù ẻo hồi lúc mà cơn bão 12 nó kêu bão tiếp tục nữa, thì không ngờ không lâu sau đó cơn bão 14 đã ập vào rồi. Tao kêu tới 15 luôn, tao kêu 16 luôn, tất cả
cả những cái hàng quán xá rồi kia đường xá sập mẹ nó bột đèn hết, ngập luôn cái Tân Sơn Nhất luôn, khỏi cho dưới đây là cái bằng nước ngoài vào luôn, không cho Việt Kiều vào luôn, ché mẹ nó máy bay hết, lật đổ máy bay hết, cái mẹ nó máy bay đổ, mày giết mày chết, mày khốn nạn mày mất dạy, mà đặt thấy tao chửi quá rồi cái bắt đầu mẹ nó ra không làm được tao vô mà đặt giá bộ thôi đi hơi sức đau chắc con ly xa, nó chửi để cho nó chửi đi, nó chửi nó mệt rồi nó nghĩ ừ để coi bà nội tao bay mệt hơn tao sống tới 150 tuổi là chắc nó mà mệt mẹ tao bay ra mà đặt tao mà mệt đó rồi tao lấy tao hỏi tao lên chương trình khai dân tiết gần cả năm nay có ngày nào tao bị cảm hay tao bị bệnh gì mà tao nghỉ ngày không? Không có, toàn là những ngày tao đi công việc hoặc là tao đi học đâu kia không à, chứ tao đâu có ở không đâu tao bệnh. Trời ơi tao mạnh săn sẵn luôn chứ bà đặt xạo hoài. Trời ơi bà đặt ngồi đó trù ẻo tao. Thánh thần gặp tao cũng phải nể ba phần, quỷ ma cũng phải quỳ lại. Tao nói cho đó mà đặt mà trù ẻo được tao. Tao mạnh như là voi, như là trâu, như là sư tử hống vậy đó. Cho đó mà đặt mà trù ẻo tao. Thành phố Hồ Chí Minh, hồ chó đẻ bị ngập nặng chị ơi. Nước ngập tới bắp chân, khi có xả lũ thì nước sẽ ngập lên gấp đôi gấp ba chị à. Chị ơi lũ chó đẻ an ninh mạng canh giờ chị đi vào livestream thì tụi nó tìm cách để mà phá âm thanh, cắt mạng cho người dân không nghe được. Tao cho tôi bay phá, tôi phá đi, càng ngày cái kênh của tao hả nó càng lẫy lừng luôn. Bây giờ Lisa thấy người dân miền Tây người ta ăn chơi quá cho nên bây giờ Lisa chửi hoài, chửi riết rồi hậm lạm như là người dân ở tại Việt Nam họ bị chai vậy đó. Cho nên bây giờ Lisa giả bộ đổi những cái nick khác, Lisa đi vô như sao hòa mình vô những cái kênh mà ăn chơi dân giả miền Tây đồ kia, bắt đầu là như Lisa giả bộ vào. Lisa nói trời quê hương của các bạn đẹp quá, thơ mộng quá, mà nghe nói thằng Tàu chuẩn bị vô mua đất của các bạn đó. Trời ơi nó vô nó chửi đủ mẹ đó, thằng nào mua của tao tao chém chết mẹ luôn. Trời ơi qua tao cười quá trời luôn. Các tao nói trời các bạn không tin, các bạn vô các bạn coi chương trình khai dân trí của Lisa Phạm đi, không ngờ người ta nói trời tôi nghe rồi tôi biết rồi, trời đất quý thần ơi trời ơi, đó là cái đòn chân lý chấp trị của tao. Tao ngồi bên đây tao chọc đầu chùa, tao chửi đầu trong, tao chọc thầy chùa, tao thuộc gãy bánh xe vô. Các bạn cũng phải học giống như Lisa, tất cả những em nhỏ nhỏ hoặc những chương trình nào ca hát cũng giả bộ đi vào, bây giờ mình chửi nó không nghe, mình giả bộ mình hòa đồng vào với nó, là cái đầu mình giả bộ mình tìm sơ hở, bắt đầu mình chọt vô đó, mình chọt vô. Tôi vô đây trời ơi, trời quê hương của bạn đẹp quá, trời tôi thích lắm, tôi có dịp á hả là tôi ở bên Mỹ, tôi có dịp tôi về Việt Nam tôi chơi nha. Hỏi tôi giả bộ tao nói tôi có thể ở ngoài Hà Nội nè, tôi có dịp tôi sẽ vào để thăm các bạn nhé. Cái nó nói ừ welcome bạn vào, cái tôi nói ừ, nhưng mà tôi ở ngoài Hà Nội, tôi là con của cấp lớn trung ương đảng cho nên tôi nghe nói rằng trong tương lai là sẽ vào lấy những cái mảnh đất của các bạn hết đấy, cho nên mỗi người chỉ được có một công đất thôi. Trời ơi nó chửi quá trời, nó vào đấy tao chết chết mẹ luôn, mẹ nó ra khốn nạn nó cho chửi đặc đĩ tao mày, tao ngồi tao cười quá rồi luôn mà tao thuốc kìa mất trời nó đứng tao mày, mà cho tao mày chết mẹ tao mày luôn, tao mày khốn nạn mất dạy. Vì vai nợ tràn lan cho nên đảng đĩ Cộng sản Việt Cộng đã khẩn cấp kêu cứu, do sắp bể nợ tới nơi rồi chị Lisa ơi. Chị trù ẻo phải nói là công nhận lợi hại thiệt. Trời ơi bộ trưởng tài chính Việt Cộng là thằng Trịnh Đình Dũng, nó đã tuyên bố là nợ công tăng quá nhanh, đã cháy lửa lên ngang chân mày. Bắt đầu thằng này nó bị nghe ba sạch của chị nó sợ, nó lên nó nói rằng là nợ công như là lửa cháy xém ngang chân mày. Chị ơi tao cháy cho mày chuỗi lông mày luôn, tao cháy cháy cho mày banh bắt hồ mày luôn, chứ ở đó mà lửa cháy. Nó tuyên bố là nợ công đã tăng quá nhanh và đã mất tầm kiểm soát và không còn cách nào để nợ không tăng thêm, chứ đừng nói là giảm nợ. Ngoài ra thằng chó đẻ Việt Cộng Trịnh Đình Dũng còn nói thêm là kỳ hạn trả nợ sắp tới nên tình hình nợ công cực kỳ khẩn cấp, như lửa cháy tới lông mày. Như vậy thì chính đảng đĩ Cộng sản Việt Cộng cấp cao nhất đã tự thú là sắp bể nợ rồi chị à, không thể trả nổi vì nợ tăng quá cao chị ơi, quá nhanh chị à, tới mức không thể trả nổi nữa. Cho nên người dân Việt Nam chuẩn bị túi tiền của mình, tình hình nợ công của đảng đĩ Việt Cộng như lửa đã cháy tới lông mày, sắp cháy lan ra khắp người dân. Những người dân nào ở miền quê có đất cát hãy chuẩn bị, có thể nó rao bán cho Tàu Cộng qua mua để nó trả nợ. Đảng đĩ Việt Cộng
Cộng sản sẽ bị bể nợ bất cứ lúc nào. Lúc này là người dân ở trong nước không được gửi tiền, không được gửi vàng để mà đưa vào ngân hàng nữa. Vì đảng Đĩ Việt Cộng sắp bể nợ tới nơi, cho nên người dân phải mua đô la dự trữ giấu để bảo toàn tài sản. Còn những người ở hải ngoại thì không nên tiếp tục đầu tư, kinh doanh và gửi tiền về Việt Nam. Vì đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng sắp bể nợ, sẽ cướp hết tiền kiều hối và những cơ sở kinh doanh của Việt Kiều trước tiên. Đây là thằng khốn nạn, thằng vấn đề là kêu bằng là đầu bò, thằng đầu trâu mặt ngựa, thằng Trịnh Đình Dũng. Đây là thằng Trịnh Đình Dũng, tờ báo Lao Động. Thằng Trịnh Đình Dũng nó đã la làng lên đó, cái mặt của nó đẹp ghê không. Thằng Trịnh Đình Dũng này nó là kêu bằng là ở trong trung ương tài chánh của đảng, nó la làng là nợ công bây giờ như lửa cháy ngang lông mày. Thằng Trịnh Đình Dũng này nó đã la làng lên rồi. Vì nợ nần ngập đầu tới thời kỳ và kỳ hạn mà không có tiền chi trả, cho nên đảng Đĩ Việt Cộng phải giao cả đảo Phú Quốc và đảo Thổ Châu cho Tàu Cộng để mà trừ tiền lời. Chỉ là tiền lời thôi nhé, chứ không đưa nói tới tiền nợ. Tiền nợ là phải đưa cả đất nước Việt Nam, rồi nhà cửa của những thằng đầu bò trong quân đội, những thằng nào mà tham nhũng xây 2-3 căn nhà lầu, tụi bay chuẩn bị đưa hết cho Tàu mới là trừ được tiền nợ. Chỉ có tiền lời thôi đó, là phải đưa cái đảo Phú Quốc và đảo Châu Thổ đó. Trời ơi. Cho nên đảo Phú Quốc chánh thức được bán cho Tàu Cộng, núp dưới chiêu bài đặc khu kinh tế. Sau khi được cha con Ba Dũng đề nghị và phía Tàu Cộng đồng ý, thì đảng Đĩ Việt Cộng đã thông qua việc thành lập đặc khu kinh tế ở đảo Phú Quốc. Đây thực chất là bán đảo Phú Quốc cho Tàu Cộng một cách trá hình, chứ không hề giúp gì cho nền kinh tế Việt Nam và cũng không đem lại bất kỳ ích lợi gì cho người dân ở ngoài đảo Phú Quốc này. Để mỹ dân và ru ngủ toàn dân Việt Nam thì cha con Ba Dũng nói là sẽ cho thuê đất 99 năm ở đảo Phú Quốc chứ không phải bán luôn, và làm đặc khu sẽ giúp thu nhập trung bình của người dân ở tại Kiên Giang tăng gấp đôi lên tới 10.000 đô la một năm. Đây là cái bẫy để mà dụ dân Việt Nam đừng có phản kháng, để cho Tàu Cộng âm thầm chiếm toàn bộ đảo Phú Quốc mà khỏi cần tốn một viên đạn. Sau 99 năm thì nó sanh con đẻ cái, từ từ, kể như nó từ từ nó biến đảo Phú Quốc thành cái đảo của nó. Ngoài Phú Quốc thì cha con của Ba Dũng sẽ cho bán luôn cả Hà Tiên cho Tàu Cộng. Cũng núp với chiêu bài là xây đặc khu kinh tế Hà Tiên mến yêu, đẹp như suối thơ, bây giờ trở thành mẹ của Tàu Cộng. Như vậy thì ba vùng kinh tế mạnh nhất của tỉnh Kiên Giang, đó là Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc, có tới hai cái đã lọt vào tay của tình báo Hoa Nam là Tàu Cộng. Còn cha con Ba Dũng thì sẽ trấn giữ ở Rạch Giá để làm thái thú vùng Kiên Giang để giúp cho Tàu Cộng. Cho nên tờ báo Thanh Niên nó đã đăng lên là đảo Phú Quốc đã chính thức để mà làm thành đặc khu kinh tế cho Tàu Cộng thuê 99 năm. Bây giờ các bạn nghĩ là các bạn sống được 99 năm nữa hay không? Từ đây tới 99 năm nữa nó sẽ như thế nào? Cháu chắc của thằng Nguyễn Tấn Dũng liệu lúc đó nó như thế nào? Ngoài đảo Phú Quốc thì quận Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được bí mật âm thầm sắp sửa được rao bán cho Tàu Cộng. Vì đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng không còn tiền trả nợ đáo kỳ cho Tàu Cộng, cho nên đảng Đĩ Cộng sản đã bắt đầu bị hối thúc, cho nên lại dùng chiêu bài đặt khu kinh tế ở tại quận Thủ Thiêm để bàn giao im thấm. Vậy thì phe Nam Cộng chính là người chấp thuận việc bán và giao cả quận Thủ Thiêm cho Tàu Cộng. Ba thằng đứng sau vụ bán đất này, thằng thứ nhất là thằng Việt Cộng miền Nam Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương.
con của thằng khốn nạn Võ Văn Kiệt, đại diện cho cánh Nam Cẩm phía Nam. Kế tiếp nữa là thằng Trương Tấn Sang, gọi là Tư Sang, và thằng Lê Thanh Hải là thằng Hải Mập, là đại diện cho tình báo Hoa Nam cho Tàu Cộng ở tại miền Nam. Ba thằng này đã giật dây cho thằng tiến sĩ Bưng Bô Quỳnh Thế Du lên tuyên bố là thành phố Hồ Chí Minh cũng cần thành lập đặc khu kinh tế của Tàu Cộng. Đặc biệt là chúng ta hãy nên giao Thủ Thiêm cho người Tàu làm đặc khu kinh tế để nâng đời sống của người dân ở tại Thủ Thiêm lên cao. Và đặc khu này sẽ giống như là Đông Thượng Hải ở bên Tàu Cộng. Đây là chiêu ném đá dọ đường, thăm dò dư luận của phe Nam Cộng. Nếu như người dân ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà im lặng, mà ăn nhậu, mà thờ ơ chính trị, mà không chống đối, thì phe Nam Cộng sẽ bán gấp quận Thủ Thiêm cho Tàu Cộng để xây đặc khu kinh tế giống y như ở Phú Quốc, như Thượng Hải. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị Việt Cộng chặt ra từng khúc một để bán lần lần cho Tàu Cộng. Đây là những sự việc mà tình báo Hoa Nam đã hoạch định. Nấp dưới chiêu bài đặc quyền và đặc khu kinh tế, cứ tới hạn là phải trả nợ, thì đảng đĩ Việt Cộng lại cắt ra một quận để mà bán cho Tàu Cộng làm đặc khu kinh tế. Như vậy thì Tàu Cộng sẽ thâu tóm cả thành phố Hồ Chí Minh một cách im thầm, bí mật mà không cần tốn một viên đạn. Cho nên nó đã đưa thằng khốn nạn tiến sĩ Quỳnh Thế Du lên tuyên bố rằng cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh có thể tính đến những đặc khu kinh tế của Thủ Thiêm. Các bạn ở Thủ Thiêm hãy chuẩn bị, sẽ có những cơ sở của thằng Tàu vào và sẽ đặt là đây là một cái khu về kinh tế, đặc khu kinh tế của Tàu Cộng. Có thể ngoạn mục hơn là tại Thủ Thiêm này sẽ cho Tàu Cộng nó thuê tới 99 năm cũng không chừng. Để việc bàn giao Việt Nam cho Tàu Cộng được suôn sẻ và bí mật, thì Bộ Chính trị toàn là tình báo Hoa Nam đang nằm ở trong đó. Cho nên Bộ Chính trị của đảng đĩ Việt Cộng đang gấp rút chuẩn bị cho việc ngăn chặn Facebook. Bởi trong tương lai, những tin tức ở trong nước bán nước cho Tàu sẽ được đăng tải lên trên Facebook. Cho nên Bộ Chính trị đang họp khẩn ngày hôm qua và em báo cho chị một tin là có thể chặn Facebook tức thời và YouTube cũng như Google. Đảng đĩ Việt Cộng đã họp ở trong Bộ Chính trị ngày hôm qua, đã cho thằng Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng, cho thằng Trương Minh Tuấn là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông và cho thằng khốn nạn Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an đã lên để mà dọn đường dư luận cho việc cấm Facebook, YouTube, Google ở tại Việt Nam. Chiêu bài này của thằng Tàu Cộng đã xúi dục Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm như vậy. Chiêu bài của thằng đảng đĩ Việt Cộng là ép Facebook, ép Google, ép YouTube phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Khi các hãng này từ chối thì đảng đĩ Việt Cộng sẽ có cớ để mà cấm hết trang mạng Facebook, Google, YouTube. Đây là chiêu mà thằng Tàu Cộng đã từng sử dụng để mà đuổi hết Facebook, Google, YouTube ra khỏi xứ Tàu Cộng. Bây giờ thằng đảng đĩ Việt Cộng đang bắt chước để mà làm theo Tàu Cộng, để đuổi Facebook, Google, YouTube ra khỏi Việt Nam. Mục đích là để người dân Việt Nam không biết sự thật, không biết tin tức bán nước của lũ chó đẻ, tai sai thái thú của Bộ Chính trị và tình báo Hoa Nam, không thể liên lạc để biểu tình và mở đường cho các cuộc mạng xã hội như Tàu Cộng. Và những thằng chó đẻ này, nó đã yêu cầu rằng phải thành lập web chat, Weibo, QQ và Baidu xâm nhập vào Việt Nam. Đây là âm mưu rất lớn của đảng đĩ Việt Cộng và Tàu Cộng để kiểm soát đất nước Việt Nam trước
và sau khi bị sáp nhập, Google, Facebook, YouTube sẽ bị đóng cửa nếu mà không tuân thủ. Đảng Đế Cộng sản Việt Cộng vừa đưa thêm một thằng ma tăng qua tiểu bang Việt Chí Nhà để làm gián điệp. Thằng này là thằng Việt Cộng Đoàn Công Thành, pháp danh là Thích Thông Kinh, qua tiểu bang Việt Chí Nhà để trụ trì chùa Đông Hưng, tu viện Đông Hưng tại địa chỉ 249 Dolly Way, Việt Chí Nhà Beach, Việt Chí Nhà 23452. Thằng này nhận ba nhiệm vụ của Đảng Đĩ Việt Cộng là chia rẽ khối đấu tranh chống cộng, đặt trụ sở cho Đảng bộ Việt Cộng ở tại Việt Chí Nhà và tạo cơ sở kinh tài cho Đảng Đĩ Việt Cộng ở Việt Chí Nhà. Cho nên cảnh báo người dân ở tại Việt Chí Nhà, cộng đồng tại Việt Chí Nhà, Maryland và Washington DC hãy nên theo dõi và cho FBI điều tra ngay cái tu viện Đông Hưng này. Việt Kiều đừng bao giờ tới chùa Đông Hưng này và đừng cúng dường một sen nào. Đây là chùa của Đảng Đĩ Việt Cộng mà công văn đã được ký và đã cho mọi người thấy. Đây là một tên cộng sản Thích Thông Kinh ở chùa Đông Hưng. Những người nào ở Việt Chí Nhà, đây là những bản mà vấn đề là nó nhận được chỉ thị mà người ta đã cho Lisa biết được. Hãy cẩn thận, coi chừng nó đi qua đây để mà nó xúi dục những người Phật tử ở bên đây. Những người nào mà từng đi biểu tình đấu tranh cho dân tộc Việt Nam thì nó qua nó nói: trời ơi, sống sao mà sân si dữ vậy? A-di-đà Phật, chúng ta sống chúng ta phải hoan hỷ. Cho nên người dân Việt Nam nó có chết thì kệ mẹ nó, bởi vì nhân quả mà. Đạo Phật lúc nào cũng là nhân quả. Cho nên chúng ta những này là đừng bao giờ mà chúng ta làm như vậy. Cho nên chúng ta sống chúng ta phải hoan hỷ để chúng ta được về cực lạc. Cho nên người dân muốn làm gì làm, chúng ta cứ lo tu đi, đừng có đụng tới chính trị. Chỉ biết đi làm rồi vô lại Phật, bắt đầu để mà kiếp sau mình sống an nhàn nữa. Cho nên nhà lầu xe hơi biệt thự hãy bán để đưa tiền vô cúng chùa, để cúng dường, để mà vấn đề là thầy đem về Việt Nam để mà trao cho đảng, bởi vì đảng cử thầy qua đây để trụ trì cái chùa ngoài này, và trong tương lai sẽ mở khắp hang cùng ngõ hẻm những cái chùa quốc danh ở bên này. Vậy đó. Trời ơi, mấy thằng ma tăng này mà gặp Lisa, Lisa nhìn một phát là ra liền. Mấy đâu dám gặp mặt Lisa. Lựa mấy bà Phật tử nào mà yếu bóng vía thôi, chứ gặp Lisa mà vô mà nói chuyện với Lisa. Hôm trước có một ông thầy quốc danh qua mà đặt nói chuyện với Lisa. Gặp Lisa, Lisa nói liền: trời ơi là trời, con ơi là con, chính trị kệ nó đi, mình chỉ lo niệm Phật thôi, ai làm gì làm kệ nó. Lisa hỏi lại một câu: nếu thầy nói chính trị không có quan trọng trong đạo pháp và dân tộc, thì thầy cứ ngồi đó thầy tụng kinh hoài, thì nếu Tàu cộng qua lấy nước Việt Nam đồng quá để cho nói tiếng Tàu không, liệu thầy có đọc kinh Việt Nam được không? Ngày xưa những ông sư ở bên Campuchia, ổng cũng bắt đầu là không màng tới Pol Pot, muốn giết ai giết, chỉ có lo niệm Phật thôi. Tới chừng nó vô trong nông bên rồi, nó đuổi sư sãi đi ra để làm lao động, cho đi ăn thịt đồ kia, bằng ăn mặn đồ kia vậy, khỏi đọc kinh con mẹ hết trơn đó. Đó, vì không quan tâm chính trị đó. Ổng ngồi ổng cứng họng. Ta nói bây giờ thầy nói rằng là không màng tới chính trị, không cần phải đấu tranh, cái đó là sân si. Vậy bây giờ để cho thằng Đảng Đĩ Cộng sản nó dâng nước Việt Nam cho Tàu, vậy còn có kinh tiếng Việt Nam là Pháp Hoa, hoặc là kinh Đại Thừa, hoặc là kinh Dược Sư Lưu Ly để mà ngồi trì tụng được không? Tu được không? Thầy có thấy là cái gương ở tại Tây Tạng không? Thôi, giờ thầy bận rồi, thôi để thầy đi vào trong liêu, để mà thầy vô trong thầy niệm Phật. Thầy bận rồi. Thôi bận rồi, thôi chạy đi, cút mẹ mày đi, đồ thứ ma tăng, đi. Nó vậy đó, khốn nạn vậy đó. Bởi cho nên mọi người bên hải ngoại này cẩn thận.
Ngày xưa thằng đảng đĩ cộng sản cũng dùng Phật giáo để mà trà trộn vào những cái ngôi chùa để phá hoại miền Nam Việt Nam. Nó đánh vào trong tư tưởng của người dân, nó biết người dân rất là chuộng về đạo Phật, cho nên nó giả bộ nó đưa những cái thằng chó đẻ quốc danh vào trong chùa để mà đưa tin tức. Cho nên Việt Nam Cộng Hòa đã biết được, cho nên bắt những người sư mà những này là của thằng cộng sản trá hình để mà đưa vào ấp chiến lược. Thì bắt đầu nó kêu gọi Phật tử phải đứng lên biểu tình. Bởi vì 4 giờ sáng là giờ công phu mà bây giờ ác độc quá đem vào ấp chiến lược, cho nên không có để cho những cái thầy chùa sư sãi để mà lên tụng kinh. Nhưng mà sự thật có phải đúng vậy không? Bắt đầu Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu là nghe như vậy để cho mấy ông nội vấn đề là kêu bằng là đi ra tụng kinh gõ mõ. Tưởng sao 4-5 giờ mẹ nó ra bắt đầu bắt được toàn là mấy thằng mẹ Việt Cộng đi ra đi vào trong chùa. Ập vô chùa bắt mấy lần. Toàn là chụp đòn là bán đội sư cô đó, các bạn coi giác bài lực nữa đó, các bạn thấy đó, ni cô quyền trang đó, giáo bộ cầm bình bát đi khất thật, chứ toàn là tài liệu mật ở trong tổng không. Để mà những là đi vô những cái vùng của cộng sản để đưa tin tức được không? Nó khốn nạn như vậy đó. Bây giờ nó cũng dùng Phật giáo để mà nó đưa qua bên hải ngoại này, bởi nó biết nó không làm gì được hải ngoại cho nên nó dùng Phật giáo để mà đưa qua hải ngoại này. Các bạn nào mà muốn tu thật sự liên lạc với Lisa. Lisa có thể đưa cái nhà của Lisa thành một cái ngôi chùa để cho các bạn tu tại sao luôn. Lisa sẽ làm đó. Ở nhà Lisa bây giờ làm chánh điện rồi. Với những người nào mà đã nhìn thấy được cái lũ chó đẻ như vậy, tu là phải cứu độ thế gian, cứu độ dân chúng. Lisa cũng vậy mà Lisa đâu có nói đâu. Lisa không có cạo đầu, không có gì trơn. Nhưng mà Lisa vẫn cầu đầu năm, đầu tháng vẫn tụng dược sư lưu ly để cầu cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái ách của đảng đĩ cộng sản. Các bạn tu hành là các bạn phải lội ngược dòng nước, thì các bạn phải chống lại cái ác, phải chống lại cái sai, không để cho quỷ ma nó lộng hành. Hãy nói tới những cái ông ma tăng, cái nói trời ơi biết đảng cộng sản nó ác độc rồi, nhưng mà ở trong kinh Pháp Hoa có nói là chúng ta lấy ma quân để làm bạn đạo con ạ. Lisa nói Đức Phật lấy ma quân để làm bạn đạo, với điều kiện là những ma quân phải ngồi để nghe Phật thuyết pháp, không dám hỗn hào. Còn bây giờ lũ chó đẻ đảng đĩ nó đem tượng thằng Hồ Chí Minh lên ngồi trên chánh điện ngang hàng với Phật, bắt mọi người quỳ lại, như vậy có phải là bạn không? Cái này không phải gọi là bạn đạo. Bạn đạo là ma quân phải ngồi để nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi Đức Phật thành đạo, ma quân đến quấy nhiễu Đức Phật. Đức Phật đã thuyết pháp làm sao để ma quân phải thuần phục, phải ngồi để nghe những lời hay ý đẹp của Đức Phật. Rồi sau đó sẽ trở thành bạn đạo với những người mà ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, chứ không phải ngang ngược mất dạy mà nhảy lên để ngồi chung với Phật để mà thuyết pháp. Lấy ma quân làm bạn đạo, không thể nào để cho ma quân mà bác bỏ Phật pháp. Lấy ma quân làm bạn đạo, không thể để cho ma quân đi vào chùa để mà quỷ bán chánh pháp bằng cách là uống rượu chơi gái. Lấy ma quân làm bạn đạo không phải là trong những cái chùa, phải là để hình của thằng chó đẻ tội đồ xuất vật, thằng quỷ Hồ Chí Minh, để ngang hàng với Phật, để bắt mọi người quỳ lại. Lấy ma quân làm bạn đạo không thể nào đem kinh của Hồ Chí Minh tự lập ra để kêu mọi người đọc. Cái này không phải gọi là lấy ma quân để làm bạn đạo rồi. Cho nên quỷ ma nó rất là mưu độc. Các bạn ở Việt Nam phải nên nhớ cái câu của Lisa nói. Các bạn đi vào chùa là các bạn có cái tâm, nhưng mà khi vào chùa các bạn nghe những cái con quỷ, những cái con ma nó thuyết pháp sai để mà phải tôn thờ cái đảng đĩ, tôn thờ thằng Hồ Chí Minh, thì các bạn coi chừng các bạn tu sai. Người ta tu càng ngày trí huệ người ta càng như hại. Người ta tu mà người ta có thể nhìn thấy được trước thiên cơ. Người ta tu mà người ta trên biết thiên văn, dưới rành địa lý, kỳ môn độn giác, diệu kế thần cơ. Người ta tu mà người ta biết được ngày hôm đó người ta đi ra đường sẽ bị tai nạn, hoặc là bị những chuyện không may, người ta tránh, người ta không đi ra. Người ta tu mà người ta có thể, người ta nằm ngủ, người ta xuất thiền ra được ngoài cảnh giới.
người ta tu càng ngày càng sáng lên, nhưng mà ở Việt Nam càng đi vào chùa tu thì càng bị quỷ ma nó mê mà. Càng tu càng lú, càng tu càng ngục, càng tu càng âm càng u, như vậy thì tu làm gì? Bởi vì các bạn tu sai, các bạn đã để cho ma quy quân nó dụ các bạn đi vào một con đường mà con đường đó là con đường sai, không đúng nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, thông tin chính xác về thằng này, nó tên là thằng Trần Văn Hồng, quê nó ở Nghệ An, nó là giáo viên dạy trường chính trị đảng. Cách đây 3 năm, nó mượn danh nghĩa là cán bộ giáo viên trường chính trị. Nó đã nhận hồ sơ tiền xin việc cho con của tôi với số tiền là 45 triệu đồng. Trong đó, tôi đưa trước cho nó 25 triệu đồng. Khi nhận tiền, nó ghi giấy tờ rõ ràng. Tất cả giấy tờ tôi còn gửi cho công an quận Hải Châu 3 năm nay vẫn không giải quyết với lý do không tìm được nó. Tôi đã xác định mất số tiền đó, nhưng thằng này rất mất dạy. Nó nhắn tin cả điện thoại khiêu khích và có những lời lẽ mất dạy, nên tôi quyết định tìm và cho nó một bài học để nó bỏ cái thói mất dạy và cậy thế quan chức của nó, chứ không phải như nguồn tin tôi vai lấy lại để trừng trị mấy thằng mượn danh quan chức mình là đảng viên mà đi làm những trò bỉ ổi lừa gạt người dân. Ai biểu ngục cho nó mượn chi, lo tiền chi? Đó, các bạn thấy không? Đó, cái gương mặt của thằng khốn nạn này nè. Đó, bà đặt là vấn đề là trường đó, trường cao cấp đào tạo chính trị để mà lo lót cho con của bà nội này được đi vào. Rốt cuộc rồi đưa cho nó, mẹ nó ra vấn đề là 55 triệu, rốt cuộc nó ăn nhậu đã đời rồi. Rồi bây giờ nó còn một thách thức nữa. Đáng để là như vậy đó. Lisa, gặp Lisa là Lisa giết liền. Lisa không nói chuyện nhiều. Gặp Lisa là Lisa giết liền. Lisa không có nói chuyện nhiều. Đối với những cái con chó này không có nói chuyện nhiều. Trời ơi, chị Lisa ơi, là chị Lisa. Chị ơi, là chị bảo vô xong rồi. Bây giờ ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bị sập trần nhà vì mưa quá to chị ạ. À. Vui ghê chưa? Cái này cũng ăn dữ lắm nè. Chị ơi là chị, trời ơi là trời. Tao nói hả, cơn bão vào thành phố Hồ Chí Minh, trên tờ báo Chin nó đăng là trần nhà sập xuống, sinh viên hoảng sợ chạy tán loạn chị à. Động đất tới nơi rồi. Các bạn thấy không? Nó xây cái kiểu gì mà học sinh của đại học mà rốt cuộc là trần nhà sụp mẹ xuống vậy? Đó, nhìn thấy đi. Đây là những tờ báo Chin kia nó đăng, nó đâu phải Lisa đăng đâu. À, coi đi, đó. Mà con bảo thổi vô sạch mẹ nó trường đại học, không biết nó xây bằng gì, chắc là xây bằng đồ chơi hay sao. Cái gì mà mới mua thì gió thổi có một chút thôi mà tự nhiên bắt đầu là cái bằng là tiêu tùng. Ai biểu giết cho nó biết làm chi đó, các bạn coi nè. Tao nói mới mưa ào ào gió thổi cái tự nhiên cái la phong mẹ nó sạch mẹ nó trên, các bạn thấy vui ghê không? Trường đại học xây cái kiểu gì tôi Lisa không hiểu, đồ chơi hay là cái gì? Mất dạ vậy đó. Biến căng chị ơi là chị. Trái tiệm sửa điện thoại rút lúc rạng sáng chị à. Vụ hỏa hoạn đã xảy ra ngày 19 tây tháng 11 năm 2017 chị ơi. Vậy tốt đó. Các em cứ đốt sạch cho chị. Chị ơi là chị, trái tiệm sửa chữa điện thoại lúc rạng sáng, một người phụ nữ đã tử vong. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 11 năm 2017 tại thị xã Dĩ An, Bình Dương chị nhé. Cháy tiệm điện thoại. Ba sạch. Đốt cháy dành cho chị. Đốt cháy tan tành cho chị. Ba sạch cho chị. Chị ơi chị, em gửi cho chị tin này, mới cập nhật luôn nè chị, hay lắm chị ơi. Gửi tiết kiệm 34 năm, tính lãi đủ kiểu,
mà giờ không có một đồng bạc nào chị ạ. Trời đất ơi, gửi tiết kiệm 2 chỉ vàng, sau 34 năm chỉ còn có 0 đồng, thậm chí còn mất thêm tiền vì phải trả phí quản lý sổ tiết kiệm. Cho nên người thành đạt Hoàng Nam Thành, hiện là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất năng lượng tái tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, đã buồn cười và nói: tôi giữ cái cuốn sổ để làm kỷ niệm, coi như cuộc đời tôi bị ngu. Đó, các bạn thấy không? Đó, thành đạt rồi đó. Gửi 34 năm về trước 2 chỉ vàng, bây giờ chúng ta là không lấy ra được 2 chỉ vàng mà còn phải trả tiền lại ngược lại. Ngục. Đó. Ngục là nó như vậy đó. Rất là nhiều những cái tin ngày hôm nay nha. Lisa thông báo cho mọi người, mời các bạn tới dự hội thảo về Biển Đông ở tại Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017. Kính mời anh chị và các bạn tới dự hội thảo Biển Đông được tổ chức ở tại University Hamburg, ISIS, ở tại Đức nha, ở tại Hamburg. Thời gian là từ 10 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2017 đến 17 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2017 tại khoa Việt Nam học Đại học Hamburg nha. Số điện thoại các bạn có thể liên lạc đó là 4904042838351. Quang Nghiệp, người ta nhờ Lisa dưới đây là kêu bạn là thông báo dùm để mà mời mọi người tới để mà hội thảo về Biển Đông nha. Thôi, chương trình cũng đã hết. Những cái tin tức còn rất là nhiều. Lisa hẹn lại ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye. Cơn bão 14 này làm cho tàn phá tan quan do bão, nhưng nguy hiểm nhất là thủy điện của đảng Đĩ Cộng sản bắt đầu nhận được lệnh tình báo qua Nam sẽ xả lũ âm thầm vào tối đêm nay ngày 19 tháng 11 năm 2017 để mà giết toàn bộ dân tộc Việt Nam một cách im thầm. Các nhà máy thủy điện đã nhận được mật lệnh của Tàu Cộng, đã sai khiến thằng chó đẻ Phúc Niệm làm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là sẽ cho xả lũ tối đa vào lúc 20 giờ tối nay, tức là ngày 19 tháng 11 năm 2017. Và lũ chó đẻ đáng đi và tình báo qua Nam, nó sẽ ra lệnh xả lũ cho tới khi nào hết nước ở trong đập mới thôi. Khi thủy điện xả lũ ào ạt trong đêm thì người dân sẽ chết bởi vì lũ càng quét bị nước ngập, chứ không thể nào chạy kịp được. Đây là cách mà thằng Tàu Cộng tình báo qua Nam đã xúi dục cho thằng đảng Đĩ Việt Cộng muốn diệt chủng toàn dân tộc Việt Nam một cách âm thầm, không cần bom đạn và không sợ quốc tế lên án. Cho nên toàn dân phải nghe những lời nói này, khi mà nó xả lũ là phải chạy lên đập Mã Cha, cái Lăng Ba Đình, đập mẹ những cái đập thủy điện, đốt sạch, giết sạch, đánh sạch, giết sạch cho Lisa. Đó các bạn coi thành hồ bây giờ nè. Đó, sao con bảo tao nói lụm chậm, trời ơi, tao nói mua đá cục nào cục đấy, bự luôn cho chết mẹ, tao bay luôn đi. Cho cái bay, tao vui như ngày trải hội tao bay. Tức là con, trời ơi là trời đó, thành phố của Hồ Chó Minh nè, đó, bà, thành hồ đúng rồi, nước gặp mênh mông chưa. Tao cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Tao nói rồi, tụi bay không tin tao. Trời ơi, thảo đề nay bây giờ ở trên đường thành phố Hồ Chí Minh mà bây giờ coi nè, đó, leo lên trên mui xe đứng luôn. Xe tao nói nó chết máy, bị nước ngập vô trong trọng luôn. Tao cho nổ mẹ nó banh tành hết. Ai ngục ngu mà mua xe xịn đi đó, đi qua mua lách xịt mà sẽ đi chạy đi con. Những thằng chó đẻ mà tham nhũng ăn tiền của người dân Việt Nam đó mà đặt giật le mua lách xịt đi, tao cho tụi bay chết mẹ tụi bay đây nè. Những xe SH đồ kia tự nhiên mẹ nó ra chứ này là kêu bằng là mẹ nó ra lỗi lụm chậm y như là xe tăng lỗi nước. Chết cha tôi bay chưa đó, thành phố đó ngay quận nhất đó. Sao mà không sập mẹ nó luôn đi ha.
Trời ơi chị ơi, là chị thuê thảm lắm chị ơi. Thành phố Hồ Chí Minh người ta cười quá trời, người ta nói thành hồ, người ta còn rỉ miệng nói nhau công nhận ly xà ghê thiệt á. Phải nói rằng á, là cái miệng của ly xà nó kêu hô may quán vũ, nó mới trù ẻo hồi lúc mà cơn bão 12 nó kêu bão tiếp tục nữa, thì không ngờ không lâu sau đó cơn bão 14 đã ập vào rồi. Tao kêu tới 15 luôn, tao kêu 16 luôn, tất cả những cái hàng quán xá rồi kêu đường xá sập mẹ nó cột đèn hết, ngập luôn cái Tân Sơn Nhất luôn, khỏi cho vấn đề là cái bằng nước ngoài vào luôn, không cho Việt Kiều vào luôn, cháy mẹ nó máy bay hết, lật đổ máy bay hết, cái mẹ nó máy bay mày nó giết mày chết mày khốn nạn tao mày mất dạy mà đặt thấy tao chửi quá rồi cái bắt đầu mẹ nó ra không làm được tao vô bệnh. Chị ơi chị, hôm nay là ngày mùng 2 âm lịch, chị tụng kinh cho đảng đi thê thảm đi chị ơi, bão tố phong ba nó đi vào rồi chị ạ. Trời ơi mưa gió nó làm ghê lắm chị ơi. Ô vậy hả? Trời ơi là trời ơi, chị tụng kinh linh vậy đó hả? Bây giờ bão nó vô rồi hả? Trời ơi tao mừng quá, tao cho cái đảng đi tao bay khốt nạn, tao bay chết mẹ tao bay với tao, tao cho tao bay mọt tao bay. Hôm nay là ngày chủ nhật 19 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày mùng 2 tháng 10 đủ năm Đinh Dậu. Tất cả lũ đầu bò chó đẻ khốn nạn Đảng Cộng sản và những thằng dư luận viên cùng những thằng an ninh mạng, tụi bay là loài súc vật chó xanh mọi rợ, tụi bay thấy rõ ràng tụi bay bị báo ứng chưa? Đảng Cộng sản Việt Nam phải nên quay đầu trở lại ân xá người tội, để không thôi thì nhật thực nguyệt thực mưa gió trái mùa lũ lụt ngập tràn mưa đá làm cho đảng đột tan nan, làm cho chúng bay bị thiệt hại nền kinh tế cả ngàn cả trăm cả triệu tỷ đồng, làm cho 2.000 cây cột điện bị gãy mẹ nó lặt lìa lặt lội như thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Những thằng đầu bò óc chó não lợn tụi bay ăn cướp nghe lời theo đảng cộng sản, tụi bay binh vực chế độ đảng cộng sản, nhưng tụi bay ngu ngốc đâu biết rằng là tụi bay là những con cù bị đảng cộng sản cởi trên vai, tụi bay là những con bò con trâu bị đảng cộng sản xỏ mũi, mà đảng cộng sản chính là lũ chó đẻ tát nước cho tàu, cho nên những thằng tình báo qua nam lợi dụng những lũ đầu trâu mặt ngựa tiểu yêu dư luận viên bọn cờ đỏ máu tháng tụi bay để bắt đầu tiếp tục đàn áp chửi rủa trấn áp người dân Việt Nam yêu nước. Chúng bay mở miệng ra là chúng bay yêu nước, nhưng thật sự chúng bay là những con lừa lạc đà ngu si chỉ biết ăn máng cỏ và ăn cứt của đảng cộng sản, cho nên bưng bô cho đảng cộng sản không biết được người dân của mình. Tụi bay sống chung với người dân Việt Nam, người dân Việt Nam cũng nói tiếng Việt Nam, họ yêu đất nước có tội lỗi gì, nhưng mà tụi bay là những đầu bò óc chó não lợn giả bộ nói là yêu nước, là người Việt Nam mà tụi bay đi tôn thờ thằng chó đẻ tội đồ Hồ Chí Minh là thằng chó đẻ thiếu tướng Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang là thằng tình báo của Tàu cài vào đất nước Việt Nam, những kẻ ngu si vô trí bọn xẻng tham lam, những thằng ích kỷ nhỏ mọn xếp làm con dung con dế, tụi bay đừng bao giờ nổi mệnh yêu mở miệng ra nói là tụi bay là người Việt Nam yêu nước nữa. Còn những thằng chó đẻ đầu bò tụi bay có ăn có học mà đi vào làm an ninh mạng rình rập để bắt những người yêu nước vô tội thì tụi bay coi chừng gánh hậu quả thê thảm. Tất cả những lũ tụi bay thấy rõ ràng đảng đĩ cộng sản Việt Nam ăn ở ác đức làm sao mà đến nỗi hết cơn bão 15. Cơn bão 12 vừa qua thì bây giờ tới cơn bão 13, 14 rồi, trong tương lai cơn bão 15 đất sập nền kinh tế tụi bay cho tàu cẩm qua nó ỉa trên đầu của bộ chính trị và cho thằng chó đẻ thẩm lũ ăn cướp. Gia tài sự sản của mày dòng họ bám sáu họ cha bám ba họ mẹ họ mũ họ mão tam tàu ngũ lôi thần hoàng bốn cạch đất ba dương cạch âm siêu dương tới những vong hồn siêu linh. Những vong hồn bị lòng mày luôn rồi cháy cháy cho mày banh bắt hồn mày luôn chứ ở đó mà lửa cháy xém. Nó tuyên bố là nợ công đã tăng quá nhanh và đã mất tầm kiểm soát và không còn cách nào để nợ không tăng thêm, chứ đừng nói là giảm nợ. Ngoài ra thằng chó đẻ Việt Cộng Trịnh Đình Dũng còn nói thêm là kỳ hạn trả nợ sắp tới nên tình hình nợ công cực kỳ khẩn cấp như lửa cháy tới lông mày. Như vậy thì chính đảng đĩ cộng sản Việt Cộng cấp cao nhất đã tự thú là sắp bể nợ rồi chị à, không thể trả nổi vì nợ tăng quá cao chị ơi, quá nhanh chị à.
tới mức không thể trả nổi nữa. Cho nên người dân Việt Nam chuẩn bị túi tiền của mình. Tình hình nợ công của đảng Đĩ Việt Cộng như lửa đã cháy tới lông mày, sắp cháy lan ra khắp người dân. Những người dân nào ở miền quê có đất cát hãy chuẩn bị, có thể nó rao bán cho Tàu Cộng qua mua để nó trả nợ. Đảng Đĩ Việt Cộng, Cộng sản sẽ bị bể nợ bất cứ lúc nào. Lúc này là người dân ở trong nước không được gửi tiền, không được gửi vàng để mà đưa vào ngân hàng nữa. Vì đảng Đĩ Việt Cộng sắp bể nợ tới nơi, cho nên người dân phải mua đô la dự trữ giấu để bảo toàn tài sản. Còn những người ở hải ngoại thì không nên tiếp tục đầu tư kinh doanh và gửi tiền về Việt Nam, vì đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng sắp bể nợ, sẽ cướp hết tiền kiều hối và những cơ sở kinh doanh của Việt Kiều trước tiên. Đây là thằng khốn nạn, thằng vấn đề là kêu bằng là đầu bò, thằng đầu trâu mặt ngựa, thằng Trịnh Đình Dũng. Đây là thằng Trịnh Đình Dũng, tờ báo Lao Động, thằng Trịnh Đình Dũng nó đã la làng lên đó, cái mặt của nó đẹp ghê không? Thằng Trịnh Đình Dũng này nó là kêu bằng là ở trong trung ương tài chánh của đảng, nó la làng là nợ công bây giờ như lửa cháy ngang lông mày. Thằng Trịnh Đình Dũng này nó đã la làng lên rồi. Vì nợ nần ngập đầu tới thời kỳ và kỳ hạn mà không có tiền chi trả, cho nên đảng Đĩ Việt Cộng phải giao cả đảo Phú Quốc và đảo Thổ Châu cho Tàu Cộng để mà trừ tiền lời. Chỉ là tiền lời thôi nhé, chứ không đưa nói tới tiền nợ. Tiền nợ là phải đưa cả đất nước Việt Nam, rồi nhà cửa của những thằng đầu bò trong quân đội, những thằng nào mà tham nhũng xây 2-3 căn nhà lầu tụi bay chuẩn bị đưa hết cho Tàu mới là trừ được tiền nợ. Chỉ có tiền lời thôi đó, là phải đưa cả đảo Phú Quốc và đảo Châu Thổ đó. Trời ơi. Cho nên đảo Phú Quốc chánh thức được bán cho Tàu Cộng núp dưới chiêu bài đặc khu kinh tế. Sau khi được cha con Ba Dũng đề nghị và phía Tàu Cộng đồng ý, thì đảng Đĩ Việt Cộng đã thông qua việc thành lập đặc khu kinh tế ở đảo Phú Quốc. Đây thực chất là bán đảo Phú Quốc cho Tàu Cộng một cách trá hình, chứ không hề giúp gì cho nền kinh tế Việt Nam và cũng không đem lại bất kỳ ích lợi gì cho người dân ở Đặc Giá Bộ. Thôi đi, hơi sức đau chắc con ly xa, nó chửi để cho nó chửi đi, nó chửi nó mệt rồi nó nghĩ để coi bà nội tụi bay mệt hơn tao sống tới 150 tuổi lần chắc nó mà mệt mày tụi bay ra mà đặt tao mà mệt. Tụi bay lấy tao hỏi tao lên chương trình khai dân tiết gần cả năm nay có ngày nào tao bị cảm hay tao bị bệnh gì mà tao nghỉ ngày không? Không có, toàn là những ngày tao đi công việc hoặc là tao đi học đồ kia không à, chứ tao đâu có ở không đâu, tao bệnh. Trời ơi, tao mạnh săn sẵn luôn chứ bà đặt xạo hoài. Trời ơi, bà đặt ngồi đó trù ẻo tao. Thánh thần gặp tao cũng phải nể ba phần, quỷ ma cũng phải quỳ lại, tao mới cho đó mà đặt mà trù ẻo được tao. Tao mạnh như là voi, như là trâu, như là sư tử hống vậy đó, cho đó mà đặt mà trù ẻo tao. Thành phố Hồ Chó Minh, hồ chó đẻ bị ngập nặng chị ơi, nước ngập tới bắp chân, khi có xả lũ thì nước sẽ ngập lên gấp đôi gấp ba chị à. Chị ơi, lũ chó đẻ an ninh mạng canh giờ chị đi vào livestream thì tụi nó tìm cách để mà phá âm thanh, cắt mạng cho người dân không nghe được. Tao cho tôi bay phá, tôi bay phá đi, càng ngày cái kênh của tao hả nó càng lẫy lừng luôn. Bây giờ Lisa thấy người dân miền Tây người ta ăn chơi quá, cho nên bây giờ Lisa chửi hoài, chửi riết rồi hậm lạm như là người dân ở tại Việt Nam họ bị chai vậy đó. Cho nên bây giờ Lisa giả bộ đổi những cái nick khác, Lisa đi vô như sao hòa mình vô những cái kênh mà ăn chơi dân giả miền Tây đồ kia, bắt đầu là như Lisa giả bộ vào. Lisa nói trời ơi, quê hương của các bạn đẹp quá, thơ mộng quá, mà nghe nói thằng Tàu chuẩn bị vô mua đất của các bạn đó. Trời ơi, nó vô nó chửi đủ mẹ đó, thằng nào mua của tao tao chép chết mẹ luôn. Trời ơi, tao cười quá trời luôn. Các tao nói trời ơi, các bạn không tin, các bạn vô các bạn coi chương trình khai dân trí của Lisa Phạm đi. Không ngờ người ta nói trời, tôi nghe rồi, tôi biết rồi. Trời đất quý thần ơi, trời ơi, đó là cái đòn chân lý chấp trị của tao. Tao ngồi bên đây tao chọc đầu chùa, tao chửi đầu trong, tao chọc thầy chùa, tao
thuộc gãy bánh xe vô. Các bạn cũng phải học giống như Lisa. Tất cả những em nhỏ nhỏ hoặc những chương trình nào ca hát cũng giả bộ đi vào. Bây giờ mình chửi nó không nghe, mình giả bộ mình hòa đồng vào với nó. Rồi cái đầu mình giả bộ mình tìm sơ hở, bắt đầu mình chọt vô đó, mình chọt vô. Tôi vô đó cháu, tôi nói trời ơi, Hương có bạn đẹp quá. Trời ơi, tôi thích lắm, tôi có dịp á hả, là tôi ở bên Mỹ, tôi có dịp tôi về Việt Nam tôi chơi nha. Hỏi tôi giả bộ, tôi nói tôi có thể ở ngoài Hà Nội nè, tôi có dịp tôi sẽ vào để thăm các bạn nhé. Cái nó nói ừ welcome bạn vào. Cái tôi nói ừ, nhưng mà tôi ở ngoài Hà Nội, tôi là con của cấp lớn trung ương đảng, cho nên tôi nghe nói rằng trong tương lai là sẽ vào lấy những cái mảnh đất của các bạn hết đấy, cho nên mỗi người chỉ được có một công đất thôi. Trời ơi, nó chửi quá trời, nó vào đấy tao chết chết mẹ luôn, mẹ nó cái khốn nạn. Tao chặt chửi đặc đỉ, tao phải tao ngồi tao cười quá trời luôn, mà tao thuốc đi mất trời. Tao mày chết mẹ tao mày luôn, tao khốn nạn mất dạy. Vì vai nợ tràn lan cho nên đảng đỉ Cộng sản Việt Cộng đã khẩn cấp kêu cứu, do sắp bể nợ tới nơi rồi chị Lisa ơi. Chị trù ẻo phải nói là công nhận lợi hại thiệt. Trời ơi, Bộ trưởng Tài chánh Việt Cộng là thằng Trịnh Đình Dũng, nó đã tuyên bố là nợ công tăng quá nhanh, đã cháy lửa lên ngang chân mày. Bắt đầu thằng này nó bị nghe ba sạch của chị nó sợ, nó lên nó nói rằng là nợ công như là lửa cháy xém ngang chân mày. Chị ơi, tao cháy cho mày chùi. Tiêu sinh lạc bả, những giông hồn bả bị ngư ơn, bả bị nghe lời suối dạ của thằng hồ cho đẻ, cho nên vào chết quan mang ghế khẩu hiệu xin bắt tử nam sẽ tù ẻo cho nền kinh tế đảng bị tụi bay thê thảm. Những thằng chó đẻ ở ngoài bộ ba đình tụi bay cũng suy nghĩ lại đi, tụi bay cai trị đất nước 43 năm rốt cuộc càng ngày càng thất bại bởi vì lối độc tài khốn nạn ác đức của tụi bay. Cho nên hôm nay Lisa kêu gọi tất cả những quan hồn mà bị tụi bay đánh chết trong đồn công an hoặc là bị chết thê thảm quán hồn tụi bay ngút ngàn ở tại Việt Nam sẽ làm cho kinh tế tụi bay tiêu diêu, phải làm cho gia đình tụi bay thảm bại, phải làm cho tai nạn, làm cho kinh tế Việt Nam sụp đổ, làm cho đất nước Việt Nam tan hoang bởi vì lũ chó đẻ đảng đỉ tụi bay không ở có đất người ta lãnh đạo, người ta phải biết ăn ở có đất tụi bay hãy nhìn coi đất nước Hy Lạp mới có trận bão chết có 15 người mà người ta để tan quốc mang cả toàn một đất nước, còn trong khi 260 mạng người dân Việt Nam thì tụi bay dửng dưng. Lượng thằng chó đẻ đầu bò nào là thằng chó đẻ họ Nguyễn Phú Trọng và tất cả thằng Nguyễn Xuân Phúc và con bị người Nguyễn Thị Kim Ngân và thằng chó đẻ xuất vật Trần Đại Quang, tất cả bốn tụi bay là lũ chó đẻ đầu bò ốc cho bốn thầy trò tụi bay đi lên trên núi để mà ăn tức đi, tụi bay là những thằng chó đẻ ngu xanh. Lượng loài như tụi bay không xứng đáng để đại diện cho toàn bộ dân tộc Việt Nam, tụi bay có ngày dòng họ cho con của tụi bay sẽ bị tàn gia tru lục, đất nước Việt Nam thê thảm cũng bởi vì những thằng độc tài khốn nạn chó đẻ mất dạy đi theo đảng đỉ Cộng sản Việt Nam của tụi bay. Tao trù ẻo tất cả cô hồn các đảng, những người chết quan chết ức bị tụi bay đánh chết trong đồn công an sẽ theo báo quát báo thù tụi bay. Những thằng chó đẻ công an đầu bò ốc chó não lượng trong đồn công an đánh đập người dân không thương tiếc, rồi đây tụi bay sẽ nhìn thấy tai nạn sẽ bay đến tụi bay, xe cổ tụi bay sẽ bị đụng, tụi bay sẽ bị chết anh đoan thay văn ốc ra, con cái tụi bay sẽ bị tan quan, làm cho gia đình tụi bay tan gian bị khùng bị điên, cho nên tất cả những lũ chó đẻ nào mà vâng vô cho đảng đi cộng sản thì tụi bay hãy nên coi chừng, ta nguyền rủa tất cả dòng họ của tụi bay rồi đây sẽ chết. Đó, tao tụng đó, mấy con chó dư luận viên, mấy con chó an ninh mạng tụi bay vào không biết sợ tao, vào đây mà đi rình rập tao làm gì được tao, cắn lờ tao trừ. Mà đặt chạy vô đây rình rập tao, rình rập mọi người dân Việt Nam coi ai vào đây nghe tao, người dân Việt Nam thì tao có sợ tụi bay nữa đâu. Tụi bay khỏi lo nha. Hello chị Lisa, good morning chị. Hôm nay sẽ có nhiều tin chị ơi. Trời ơi, tin chấn động là cơn bão số 14 đã, những đây là làm tan quan nền kinh tế của đảng đỉ cộng sản chị ạ. Trời ơi, tao vỗ tay tao cười. Bão số 14 đã nghe lời của chị hằng đêm trì tụng kinh chú, cho nên đã đánh vào Việt Nam vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2017, làm cho tiêu tùng nền kinh tế của đảng đỉ xanh mặt mày. Bão mạnh kèm theo mưa to và gió lớn đã càn quét cả miền Nam Việt Nam suốt cả ngày 19 tháng 11 năm 2017, chị ơi, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Mưa lớn đã làm rất nhiều con đường trong thành phố Hồ Chó Đẻ, thành hồ đã bị ngập như là biển cả mênh mông. Nha Trang và Phan Thiết lại bị tiếp tục dập thêm một